Các con thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học câu thơ tiếp theo. Hôm qua chúng ta đã nói tới phàm nói chuyện, nói trọng điểm, chớ nói nhanh, chớ mơ hồ. Hôm nay đến câu thơ là kia nói phải, đây nói quấy, không liên quan, chớ để ý. Về phương diện lời nói thì đến hai câu thơ này là hai câu sau cùng ở trong cái khổ thơ số 20. Nói phải là nói đúng, quấy là sai, sai quấy. Chỗ này thì nói đúng, chỗ kia thì nói sai. Ở chỗ này là nói cái chỗ mà thị phi các con, nơi có cái những cái chuyện thị phi, đúng sai, sai đúng, đúng sai, ngồi nói chuyện phiếm, không nói chuyện của mình, nói chuyện người khác. Đa phần là nói chuyện không tốt. Nếu không liên quan đến chúng ta thì không nên để ý. Ngày xưa cũng dạy là bệnh vào từ miệng, họa ra từ miệng. Yên lành thì không sao, nhưng mà chúng ta khi nói ra mất lòng người khác. Người nói thì vô tình, nhưng người nghe thì hữu ý. Chúng ta đôi khi nói chuyện vui bình thường, chúng ta nói nhưng chúng ta không kiểm soát được lời nói. Vui lên thì nói, nhưng vô tình lại làm tổn thương người khác. Chúng ta nói thì vô tình thôi, nhưng cái người nghe thì người ta lại để trong lòng. Cái chuyện này là rất dễ xảy ra, cho nên là những cái nơi thị phi tốt nhất chúng ta không liên quan đến chúng ta thì chúng ta nên tránh. Ở chỗ này trang bị trong chúng ta cái kiến thức phải nghĩ là rất là quan trọng, nhưng mà các con thì thường ít có cái cảm nhận về điều này lắm. Thông thường người ta sau khi trải nghiệm cuộc đời gặp rất nhiều những cái hậu quả của cái việc mà thị phi sai đúng này rồi thì người ta lại mới rút ra được kinh nghiệm. Thậm chí là có những người mà cũng không rút ra được kinh nghiệm, nó lại thành cái thói quen xấu. Thấy người ta nói chuyện là xà vào cũng nói theo, chẳng biết phải trái đúng sai gì cả, để ưa nói chuyện phiếm. Thế cho nên là chúng ta mất đi cái niềm tin của mọi người là ở chỗ này. Có nhiều chỗ chúng ta không cần phải nói, không cần phải tham gia, nghe rồi mỉm cười là được rồi. Cái này là hơi khó với các con, nhưng mà chúng ta cũng vẫn cứ phải trang bị, vẫn phải biết được cái tác hại của cái việc thị phi này. Việc thị phi này đôi khi là chúng ta vô tình đắc tội với người ta. Người ta đang nói tốt người này, nói xấu cho người kia. Chúng ta thì ngồi ở đó xong là thêm mắm, thêm muối vào. Thế là vô tình là đắc tội với họ. Thế là họ oán giận ở trong lòng. Thì thực ra mà nói là không nên các con, không nên. Nhất mà cứ tụng năm tụng ba, nói chuyện của mình thì ít, nói chuyện của người khác thì nhiều. Cái này là nó làm căn bệnh. Chuyện của mình thì không nói chuyện người khác. Mình thì chưa tốt nhưng mà cũng cứ nói người khác chưa tốt. Thì cái chỗ này là nhắc nhở chúng ta phải hết sức cẩn thận trong cái lời nói. Thị phi là chuyện đúng sai, kia nói phải, đây nói quấy, nơi nói chuyện ồn ào thì tốt nhất là không nên tham gia, nên tránh các con, nên tránh. Hoặc người ta có hỏi mình thì mình cũng hừ hử cho nó qua này, cười xòa cho qua, không nên tham gia. Phải tập cho mình được một cái thói quen này, không là chúng ta là rất dễ phạm phải. Các con thấy từ đầu cho tới giờ Chương Tín đều nhắc nhở chúng ta về phương diện lời nói. Nói cái gì, nói như thế nào để cho người ta tin tưởng thì chúng ta phải có cái sự tu dưỡng, phải có trách nhiệm với cái lời nói của mình các con, chứ không phải là tùy tiện mà nói, thích nói gì thì nói đâu. Hôm qua thầy nói là ăn thì có nhai, nói thì có nghĩ.
chúng ta trước khi nói thì không nên quá vội vàng. Quá vội vàng ở chỗ này cũng nhắc nhở chúng ta, kia nói phải đây nói quấy, không liên quan chớ để ý, cũng không nên quá vội vàng chỗ này. Trong tâm chúng ta mà không có chủ thể, mà không có giữ được cái tâm của mình cho nó an định thì rất dễ tham gia vào những cái chuyện không đâu với đâu cả, rất dễ phạm cái lỗi miệng. Cho nên là hôm qua là chớ nói nhanh, không được vội vàng, trước khi nói phải suy nghĩ. Thì các con thấy ở chỗ này nhắc nhở chúng ta về lời nói, thầy thấy rất là hay. Đọc đi đọc lại, nhắc đi nhắc lại cho chúng ta để chúng ta ghi nhớ. Có đôi khi người ta đến người ta tìm chúng ta mà người ta trách chúng ta, bình thường người ta không nói. Nhưng mà đến một cái lúc nào đấy nhân duyên đầy đủ, tự nhiên người ta mới nói ra là sao hôm đấy tôi thấy anh nói như thế đấy. Nhưng mà mình cũng không nhớ là mình đã nói ra rồi. Thế nhưng mà mình đã chót nói ra rồi. Chúng ta thì quên rồi, nhưng người nghe thì người ta cứ nhớ mãi. Thì đúng là rất nguy hiểm. Cho nên là nhắc nhở chúng ta chỗ này về cái phương diện lời nói phải hết sức cẩn thận. Không nên tham gia nói tốt, nói xấu ai cả. Trong cái việc học tập của chúng ta thì quan trọng nhất vẫn chính là tự thân chúng ta phải tu dưỡng, phải điều chỉnh, phải cải đổi. Chứ không phải là chúng ta đi cài đổi người khác. Có một cái cách mà người xưa dạy chúng ta đấy, thấy cái lỗi của người ta thì mình phải quay lại nhìn cái lỗi của mình xem mình có cái lỗi đấy hay không. Nhưng chúng ta thì cứ hay có thói quen là thấy lỗi của người ta thì cứ nói lỗi của người ta. Mà lỗi của mình thì có nhiều mà mình không biết. Lỗi thì nhiều mà không sửa. Cũng giống như cái người mà để lấy ví dụ là giống cái người mà cái mặt của mình bị nhọ đấy, không chịu soi gương để mà xem mà lau mặt của mình đi, lại cứ chê người nọ người kia bị nhọ, trong khi mặt mình thì nhọ đầy mặt, có phải không? Cho nên là cái quan trọng nhất của cái người học tập cái chuẩn mực này thì chúng ta phải sửa mình trước đó. Cho dù người ta nói xấu nói tốt gì ai đó chúng ta cũng không có nói, không có tham gia. Cùng lắm mà bắt buộc phải ngồi ở đó thì mỉm cười. Tôi không biết, cũng không rõ lắm. Đấy, những cái câu đấy thì chúng ta cũng nên nói, và chúng ta chỉ cần ngồi đó mỉm cười là được rồi. Đây là một trong những cái điều mà thầy nghĩ là thầy cũng đã áp dụng, thầy thấy cũng hay. Chúng ta cố gắng lắng nghe những lời của người xưa dạy thì chúng ta sửa mình rất là tốt cho chúng ta, nâng cao cái uy tín của mỗi người lên. Hôm nay chúng ta dừng bài học ở đây, chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.